Xin chào các bạn. Đây nè, đang mưa rồi các bạn ơi. Hai chú cháu mà ngồi mà đợi chừng 2 tiếng hồ rồi đó, chắc chừng tiếng mấy rồi đó. Mà bây giờ nó vẫn còn mưa. Thôi mình ra mình làm một cái video cho các bạn ha. Ai mà đang sổ nè thì mình xử lý thôi. Đây các bạn, đây nè. Một số cây thì nó như thế này nè. Mình qua đây nè. Vườn này Thái đang ở Đồng Tháp ha các bạn. Hôm nay thấy đi Đồng Tháp. Đây. Đang sổ như thế này nè các bạn. Đây nè, sổ trước nè. Ha, sổ trước nè. Số đang sổ nằm trên kìa. Ây da, mưa quá. Mưa quá mưa. Rồi, bây giờ thì nói chung là bây giờ sổ á thì nó cũng đã sổ rồi. Ha, giờ mưa cũng đã mưa rồi. Thì nói chung là mình cũng không có nói cái vấn đề nó như thế nào nữa. Bây giờ này các bạn, nguy hiểm nhất là những cái đứa này nè. Ha. Còn dưới này đứa này, những đứa này thì nó đỡ hơn ha, những đứa này thì đỡ hơn, nó đậu chân anh ha. Đó, đây nè, còn những cái này đó, nó chạy trái như thế này nè, đây nè. Đó, hay là những ở trên đây, trên này như thế này các bạn. Trời ơi, cái này mà nó không có mưa một cái là ngon lành các bạn. Đây, đây nè, chạy trái đã không các bạn. Này sổ đường tuần rồi nè, tuần mà giờ mưa là thấy cái rầu cho người liền, chủ nhà rầu cho người liền. Mà không sao, nó thực ra nó không sao cho các bạn nha. Không sao, mình xử lý thôi. Mình xử lý xíu thôi là được. Mình xin phép các bạn mình lau cái ống kính nha. Rồi mình cũng xin phép là mình không dơ cái máy kính lên, cái ống kính lên nữa. Giờ mình dơ cái ống kính lên nữa thì nó sẽ bị nước nó vô á. Rồi. Bây giờ nè các bạn hỏi nè, bây giờ thấy ơi, bây giờ như thế này rồi nè. Thì bây giờ làm như thế nào? Ha, các bạn thấy là mẫu trái nó tròn ha. Mẫu trái mà ra mà cái cuống mà nó, các bạn thấy cuống mà nó khô là trái là mẫu trái tròn nè. Đây là những mẫu trái tròn nè các bạn. Rồi, cây này đậu đã lắm, mấy cây này đậu đã lắm, đậu hình như là đậu cứng ngắc vậy nè. Thì giờ mình có thời gian mình rảnh mình luộc mấy cái này bỏ nè ha, mình luộc mấy cái này bỏ hết trơn đi. Rồi còn ở ngoài ở trong á thì các bạn xịt gì ha, các bạn vẫn phải xịt đậu trái nha. Ha, cái này vẫn còn xịt bộ đậu trái một lần nữa, nhưng mà mưa, bây giờ lỡ mưa rồi các bạn, ai mà kỹ á thì chúng ta có thể xịt phun cái nấm, thuốc nấm riêng nha các bạn. Mình báo rồi nha, thuốc nấm là phải xịt riêng thì càng tốt ha. Còn ai mà không kỹ thì chúng ta cũng có thể xịt chung luôn bình thường ha các bạn. Không đậu gì nè các bạn ha, nó sổ xong mà nó cứ ngắt vậy nè, xong làm dính cứ ngắt nè, cái cuốn nó rất là mập thấy chưa ha. Nó dảnh là dảnh dừa thôi các bạn, nó dảnh là dảnh dừa thôi ha, mà không phải dảnh xòe kiểu dảnh đâu, nó dảnh rất là dừa. Đây đậu như thế nè, trời ơi cho nó đậu thì ghê lắm các bạn, đậu cứ ngắt vậy nè. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ trong vòng 3 ngày nữa mà nó còn mưa các bạn, trong vòng 3 ngày nữa mà nó còn mưa thì chúng ta nên rửa tiếp tục ha. Ai mà có tiền thì chúng ta ra mua Amita mà rửa nha. Rồi ai có tiền mua Amita rửa là chắc cuốc, không có gì hết trơn. Còn ai mà đuối vốn xíu thì chúng ta có thể ra mua Atracon là rửa là được. Còn khách này thì mình đưa cho ảnh cái Facebook là ảnh ngừa trước đó rồi, nhưng mà mình cũng kêu ảnh là nên rửa Atracon vô ha, nên rửa Atracon cho chắc. Nếu mà ngày mai không mưa thì rất là may mắn ha, một hai bữa nữa mà không mưa là may mắn lắm các bạn. Còn mưa thì trời làm rồi, cái chuyện mà trời làm thì chúng ta không chống được các bạn. Chúng ta có thể nương theo ông trời à, chúng ta có thể nương theo ông trời, chúng ta không chống ông trời được. Đây nè, nó sổ vậy nè. Mình bảo đảm với các bạn luôn ha, mà nếu mà bây giờ mà trong vòng một tuần lễ nữa mà không mưa là trái mà nó chạy như thế này nè các bạn coi nè, coi trái nó chạy nè. Không? Một cổ, một cái chùm mà nó hai ba cổ trái nè ha, trái mà chạy thế đẹp không nè, trái mà nó chạy như thế này nè, thì mình dám chắc với các bạn là cứng kính là cây này bít trái luôn ha. Trái không mẫu không nè, cây hai cổ ha, cây này hiện tại đang hai cổ tới ba cổ nè, một cổ nè, hai cổ nè, ba cổ nè ha. Dẫn đầu nha, mình sẽ cố gắng mình sẽ giúp cho chú cái vườn này cho nó ngon lành. Mình đã ghé đây hai lần rồi à. Những cái vườn cái kia thì nó đang sổ, đang chạy trái lên kìa các bạn, chạy trái đẹp cực kỳ luôn, nhưng mà dính mưa thôi chú sợ à, nhưng mà mình cũng đã sổ xong rồi ha, xong rồi thì không sao. Bây giờ chúng ta ha, chúng ta làm sao nấm á, thì chúng ta 3 ngày chúng ta xịt một cử nha các bạn. Nếu mà có mưa liên tục, bây giờ là hiện tại nếu mà bây giờ nó còn mưa thì bữa nay xịt ha, hai bữa sau chúng ta nghỉ ha, rồi qua ngày thứ ba là chúng ta xịt tiếp nha các bạn. Qua ngày thứ ba chúng ta sẽ xịt tiếp, mặc dù mưa hay không mưa thì chúng ta phải xịt nữa. Ha, mưa hay không mưa chúng ta đều xịt. Rồi
mà từng nữa mà hai ba ngày nữa mà nó còn mưa nữa thì chúng ta cũng xịt luôn, còn 2-3 ngày nữa mà không mưa chúng ta vẫn phải xịt ha. Nha các bạn, thì tốt bệnh nha. Nấm nó quan trọng lắm các bạn, mưa nè nấm nó phát triển dữ lắm đó. Ở trên thì mình không quay ống kính đâu bạn, coi bạn coi nè, đang trên cứ ngắt ở trên luôn à. Mưa nè các bạn, xác định là chiều nay là bệnh, là thấy là bệnh chắc cú rồi đó nha. Tài thấy sẽ bay qua bờ này, tất cả những bờ này sổ nhị đều đạt hết. Nói chung là lô này là đạt 100%, nhưng mà dính mưa à, mình rất là ngại cái dính mưa, mà mình sợ nhất là mưa ban đêm á. Mưa ban đêm mà mình xử lý không kịp là mình mệt lắm. Còn lại thì nó đỡ lắm các bạn, đây nè, nó chạy trái không, nó dảnh nó chạy trái thôi, thấy đỡ không à, còn mình nghe kìa, ôi ôi chưa, đây các bạn, đây nè à, vậy thôi chứ ha. Rồi mưa này thì chúng ta xịt thuốc bệnh xong thì 2 ngày sau chúng ta xịt đậu trái, cứ 7 ngày các bạn cấp cái canxi với cái bo cho mình đi ha, cái đậu trái cho mình đi ha, là được nè, coi nè các bạn, đậu nó chạy, tao nói nó chạy dảnh vậy nè đó à. Thì không có lý gì mà ráng cố gắng, không có lý gì để mà thất bại cho các bạn, nhưng mà chúng ta phải kỹ thôi. Nói chung mưa là Thái cũng hạn chế Thái vô cái mô lắm đó, mà Thái cho các bạn thấy như thế này nè, đó là chúng ta phải kỹ nha, không có giỡn ngươi với nó được. Còn lại thì những bông sổ này thì mình thấy mệt rồi, những bông đang sổ này thì mệt, tại nó mất phấn hết trơn rồi, mưa nó trôi phấn hết rồi. Còn lại thì ok lắm, ngon lành lắm các bạn, sổ gì ngon lành lắm. Hôm nay các bạn thấy không, thời tiết nó rất là rắc rối, thời tiết nó kỳ lắm, chúng ta nương theo ông trời thôi các bạn ha. Trời trái nè, trên kia là trái lớn hết trơn kìa. Ờ rồi ok ha các bạn, rồi chúng ta sẽ xuống ngắm thôi. Còn các bạn mà biết cái liều thì các bạn có thể ra ngoài mua giùm mình là một chai Amita ha, thí dụ mà các bạn không có cái vitamin, không có phải bắt thì cứ mua đại một chai Amita đi nha, là chắc cú. Một chai Amita 100c pha cho 200 lít nước ha, tán vô bông 3 ngày tán một cử nha, 3 ngày tán một cử là nếu mà mưa quá trong lúc hình trạng mà nó đang trái vậy ha. Còn nếu mà bây giờ mà tình trạng mà nó bông á, thì các bạn không cần phải tới chơi tới Amita đâu. Còn bây giờ sáng ảnh có mua Antracon nó rửa rồi thì thôi ha, thì 3 ngày sau mình sẽ cho anh làm lọc lại một cửa Antracon nữa, tùy thôi các bạn muốn sao cũng được hết, không vấn đề gì hết. Trái này nè các bạn, số nhị mà gặp gì nè à, còn cái đọt thì Thái cho ém cứ ngắt hết trơn này, đọt là chắc cú rồi các bạn. Mùa mưa này cái tiết này rất là đẹp các bạn, nên nó dễ đậu lắm, nhưng mà chúng ta phải kỹ ha. Cái trái này nó bự rồi nè, trái này nó bự nè, đã chưa. Ồ, nè vậy sao nè các bạn, con này còn thằng sau nữa nè. Rồi ok các bạn, rồi xác định năm nay bữa nay vô là bệnh rồi đó các bạn ơi. Về cạo gió. Rồi xin chào ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Đây nè.